cha tha san ti tha san tam phai ra chan tha cha ti ca đề xế tu thâm anu cam ti mang ta chăm san tham ma bê vinh vi na yan cha tha yang sút tăng cha bản thăng a bi tham ma chăm mang a cô ta yan tu cha tu sát cha đan đăng pháp bồ tha nê ye pa ri sa ya mát chê chúng sanh tất cả buồn hàng như sen trong nước binh hoang luôn chờ trời lố mộng đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lạnh gãi tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi đỏ đường an vui vạn thiên lòng kính thành cung kính Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị vũ dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hạnh còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng tình ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi thôi mê cầu trí đi vẹn toàn chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui con kính dâng mít đến thầy nam mô bút thà nhất thà nhé nam mô tham ma nhé nam mô sang khả nhé và kính lễ sư trí đức từ phương quốc tăng trung rung và thân chào tất cả quý vị Pina dạo này giỏi quá ha, tụng kinh là giỏi quá ha, xa thú xa thú. Rồi thấy cô Dịch Quỳnh xin nghỉ hôm nay vậy thì chắc cô Nhung phải làm thế rồi, boss bài thế rồi. Bây giờ đâu có ai, Châu Nguyễn nó chưa vô. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tâm tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamatulang Sasattham Aganuttama con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bích Thà nhé, nam mô Tham Ma nhé, nam mô Sát Thà. Hôm nay có cô Nhung thế ha, rồi quá quýt xà thú cô Nhung ha. Và xin mời quý vị lên quan hệ lên đọc lại bài Lộ Trung Tâm ha. Xin mời cô Mát Ta. Nam mô Bụt Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Khà Ya. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, không biết các vị khác có nghe được âm thanh của Mát Ta rõ hay không. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Cảm ơn cô Hoàng. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào thầy. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc. Đoạn 1. Appana Chawana
Ma wa re ba na quy phù ta trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sầm ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na năng a thành năng anh nha ta ra mình ba ri cầm mu bát già ra nu lô ma gồ ta phù na mê na cha tuất khát tùng tích khát tu mê qua hòa gia thác ca măng úp bát tòa ni ruột thề ta đa nàn ta ra mê quá gia thà ra hằng cha tuất thằng bành cha mặn hòa chập bì sa ti ma hạt gia ta lồ cút ta ra cha qua nề su gia thà phi nì hà ra qua xề na dặn kinh chí cha qua nặng Appa na quỳ thi mồ ta ra ti ta tô ba rằng Appa na qua xà nề. Để con kéo xuống trở lại. Ta tô ba rằng Appa na qua xà nề pha quăng ra bà tô qua hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Javana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh, theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma, cận hành, upacara, thuận thứ, anuloma, và chuyển loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rề quỳ thí chích tập bá quát tí na dồ tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rề ba na gia đi quy phụ ta mà lầm ba nặng à ba thằng à gắt cha ti ta tô ba rằng phá hoàng ga cha la na ma nô đòa ra quách cha na cha qua na qua xà nề ta đà rằm ma na ba ca ni ba quách tành ti ta tô ba rằng phá hoàng ga ba tô a quy phụ tề ba nấp bà đồ tí trong ý môn khi một đối tượng sáng nhập bằng lường lối này tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động ý môn hướng tâm và tráo quá ná chấm dứt sau đó chìm biến vào phá quan gá trong trường hợp một đối tượng chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng tráo quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chích tà ni tỳ nề quá chích túc bà đà đa xề rí tà quýt thà rề na ba nét thề ca chách tà lì sa quy phà quá về.
tâm được dạy sẽ được dạy rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chavana phụ Appana Quy thi chích tắc Bhavatinayo, tiến trình tâm an chỉ. Và dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài. Dạ, con kính cảm ơn thầy. Cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy Kinh. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài đoạn 2. Attaso manasasahaka tachawa na nang tarang appana pi so manasasahaka tawa patikan khitappa upekha sahaka tachawa na tarang upekha sahaka tawa tha pi kusala chawa na nành ta rằng kusala chawa nành chê qua hết chafa lát ta giác map thề tí quy già chawa na nành ta rằng quy già chawa nàng arahat ta pha lành cha áp tê tí. Ở đây tức khắc theo sau một chawa ná với thọ hỉ. Một Chawana Appana Sát Na Định với thọ hỉ ắt sẽ khởi phát. Sau một Chawana đồng phát sanh với thọ xả. Một Chawana Appana liên hợp với thọ xả ắt phát sinh. Ở đây cũng vậy. Một Chawana Appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một Chawana thiện và trong trường hợp chứng ngộ Samma Patti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Chawana hành sẽ có một Chawana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình sa sukha phun nhâm ha đoà đa sô bích khát ca pha răng sukhita Viyato Atthacha Samphonti Upekhaka. Sau tâm thiện có ba nhân Tihe Tuka liên hợp với thọ hỉ 32 loại tâm khởi phát. 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại. 1 ngũ thiện sắc, 4 thiền vô sắc, 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Uthut chana na sikha năng ka ma phun nha ti he tu to ti he tu ka ma kriya to vitara ga năng appana ayametha manodva re vi thi chitta bhavatin. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm mà appana phát khởi. Sau tâm thiện thuộc nhưng đối với những là sau tâm giới, đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh quan môn. Con đã xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Đoạn 1.
Appana chawana ware bana vipu ta phê đồ natthita tha tadam banubbado cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy, không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Tathahi jnana sambhayuttaka ma vacharachavana nang atthanang anyattarasmin parikammupacchara nulomagotrafu na me nachat chatukhatung tikhatung me vava yatha kamang ubacchitva niruddhe tadanantaram tara me vajatha rahang chatuthang ban cha mang va cha phi sati mahak yata lo kut tara cha vane su yatha phi ni ha ra va se na yang kin chi cha vanang ap ban thi mo ta to ba rang ap ban na va sa ne pha vang ga ba to va ho ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chawana thuộc dục kiến theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma cận hành, upacchara thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, gotrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rê vì thí chít tắp báo quát tina dồ, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê panayadi quý phù ta mà lầm ba năng, à bà thầm à gách chát tí. Tato ba rằng pha hoàn ga chalana mano đoà ra vắt chana cha quan na vắt sa nề ta đà ram mana bà ca ni ba vắt tàn tí ta tổ ba rằng pha ga bà tổ a quý phù tề ba na lầm bề cha quan na vắt tổ vắt hồ tí nát thiết tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng đường lối này dạ nó bị chạy để con sáng nhập vào bằng đường lối này tâm và cháu quán á chấm dứt sau đó tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng cháu quan á chấm dứt ý khởi sanh quỳ thi chít tà ni tì nề quý thà rề na ba nét thề ca chát tà lì sa quý phà qua dề ayamet tha pa ri ta cha quan á hòa rồ. Ba phương cách và 12 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 14 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chawana phụ appana vi thi chit tappa vattina yo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ con đã đọc bài xong, dạ, cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ Namo Đức Thầy giá, Namo Tham Ma giá, Namo Sang Kha giá, con kính đảnh lễ từ cõi Tri Đức. Kính chào thầy kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn 2. Tát sa ha ga ta cha wa na nang ta bằng ap ba na pi so ma na nát sa hát
tà quá ba chi cần khí khí tập bà upekha sahagata chawa na nang ta rằng upekha sahagata wa tatha bi kusala chawa na nang ta rằng kusala chawa nang che wa hết khí mang cha phá lát ta dần mất đề tí phí già cha qua nà nàng ta rằng phí già cha qua nàng a ra hát ta phá lần cha ấp đề tí. Ở đây tức khắc sơ một cha qua ná giới thọ hỷ, một cha qua ná ấp qua nà sát na định giới thọ hỷ ác sẽ khởi phát. Sau một cháu quá ná đồng phát sinh với thọ xã, một cháu quá ná ấp quá ná liên hợp với thọ xã ác phát sinh. Ở đây cũng vậy, một cháu quá ná ấp quá ná thiện sẽ nói tiếp theo sau một cháu quá ná thiện. Và trong trường hợp cứu ngộ xà mà bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp khởi phát. Sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả a la hán nói tiếp. Đắc tìm xá su khá bùn bùn nằng hà đoà đá sổ bách khá cà ba rằng su khí ta khí giá tổ át thá chá sầm bồn tí u bách khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát vốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã 12 loại một ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại 4 thiện di tác sắc cộng 4 thiện a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bú thút cha na na sách kha năng ca ma phun nhà tí hề tù tí hề tu ca ma priya tù vi ta ra gà măng ấp ba na ai giá màu đò rề vì thi chích tắp phá quách tí ná dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả ấp ba na phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc nghiệp giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc giới. Đây là phương cách chuyển tiến của tiến trình tâm phát sanh và ý môn. Và cảm ơn chị Kim Nhung đã bắt bài ạ. Và xin gửi mic lại cho chị Thanh Hoàng.
Dạ, con kính chào. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Thầy Tinh cùng quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài. Đoạn 1. Appana chawana ware pana wifu ta wifu ta ve do na thi ta tha da ta da lam ba nu pa pa do cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana, appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ra cha quan na nàng quan na nàng a tha a than nàng a nha ta ras mình parika cam mupa cha ra nu lu ma gu cha phu na me na me na cha tu khát tùng tích khát tu tích khát tu mê hoa giá thả ca mang u pa chi tòa ni rút thề ta đa nàn ta ra mê hoa gia thả ra hằng cha tu thằng cha bằng hoa cha phi cha bị sa ti ma ha Mahagata Lokutara Yawan Ne Suyatha Fini Hara Hara Wase Na Yang King Chi Chakwa Nang Apana Quithi Mu Tarati Tato Parang Apana Wasa Ne Fa Wan Gappato Wahoti cha tốt thằng bành cha mày quà cha bì sa ti ma ha ga ta lô cú ta ra cha quần qua nề su gia thà phi phi nì hà ra qua sê na dặn kinh chi qua cha quả nặng a pa na quy thi mô ta ra ta Rati tato parang apana wasa ne fa wan gapato wahoti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám tâm chawana thuộc dục giới liên hợp với chi kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chặt tâm chuẩn bị, parikamma cận hành, upachara thuận thứ, alunoma và chuyển tánh gochrafu, tức khắc sau những chặt tâm này chấm dứt trong chặt tâm thứ tư hay thứ năm tùy theo trường hợp bất luận tâm chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano dare viti citta pagati ti na dù tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Chát tốt thằng bành cha mằng quà cha bị xà ti ma hát ngá ta lô cú ta ra cha quá cha quá quá nề su gia tha phì nì hà ra qua sê na dặn kinh chi cha qua nàng áp bà nà quý thi mù ta ra ti ta tù bà rằng áp bà nà qua sà nê phà hoàn gà bà tù qua hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quả ná thuộc dục giới liên hợp với chi kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chặt tâm chuẩn bị parikamma cận hành upachara thuận thứ anuloma và chuyển tánh gochrafu, tức là sau những chặt tâm này chấm dứt trong chặt tâm thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm chá quả ná nào trong 26 tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền
tùy theo sự cố gắng thích ứng mà nô đa rê quy thi chi ta pa qua thi ti na yo tiến trình tâm phát xuyên qua ý môn ma nô đà rê pa na ja quy phụ ta ma làm ba năng áp ba thằng a gạch trần ti a gạch cha ti ta tổ ba rằng pha hoàn gạch cha la na ma nô đà ra qua cha na cha qua cha na cha quá na qua qua sa ni ta đà ram mana mana ka pa ni pa wat tam ti ta tu pa rang pha wan ga pa tu a vi phu te pa na lam ba ba ni cha qua na qua sa ni pha wan ga pa tu qua hồ ti na thi ta đà làm ba nu pa đồ tí. Chúng mình xin thiết tải. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chạm phá quá gá, phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quán á chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự trình biến vào phá quan gá sau khi luồng tâm trá quan á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Trong trường hợp một đối tượng có sự trình biến vào phá quan gá sau luồng tâm sau luồng trá quan á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quy thi chi tà ni tì nề qua chi tốt bà đà đa sê ri ta quý thà rê na pa nê thê ca cha ta lì lì sa quý phà quá chê quá dê a ya mê tha pa ri ta cha quá na quá rô. Ba phương cách và 12 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dẫn sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của trá quán á phụ áp bá nà quý chít quý thí chít táp bá quá tít tí ná vô tiến trình tâm an chỉ. Con đã đọc xong, con kính tri ân thầy và quý đạo hữu và kính tri ân Châu Nguyễn đã post bài. Con có sai, con xin thầy sửa cho con ạ. Con xuống mic, con mời bạn Hồng Kim Nhung ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ alo ạ. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, dạ cảm ơn Châu Nguyễn, dạ con kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ thầy kinh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Đoạn 2. Tát tha sổ mana sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng áp ba na bi sổ mana sa sa ha ga ta wa ba ti can khi tát ba. U bay khả sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng u bay khả sa ha ga ta wa ta tha bi ku sa la cha wa na nan ta rằng ku sa la cha wa nan che wa he ti mạnh cha pha la ta ya ma be ti kri ya cha wa na nan ta rằng kri ya cha wa nan arahat ta pha lành cha áp be ti. Ở đây tức khắc theo sau một trá quán ná với thọ hỷ, một trá quán ná appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một trá quán ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quán ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quán ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quán ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trá quán na hành sẽ có một trá quán na hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát
tình sa su kha bùn nhàm hà đoà đa sổ bay kha cà ba rằng su khi ta kriya tổ a tha cha sầm phồn ti u bay kha cà. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề túc á liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc và 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại 1 ngũ thiền sắc 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bhutto cha na na sách khả nam cà ma bùn nhà ti hệ tu tổ ti hệ tu cà ma kriya tổ quy ta ra gà nam áp ba na ayame thamano đoà re quy thi chi tap ba quát ti na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xề khác tâm quả áp ba na phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong, con kính tri ân thầy. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin mời Tina Nguyễn ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ ngài chính đức. Con kính chào thầy kinh và con kính đảnh lễ sư pháp trang và quý cô tu nữ và chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài đoạn một. Appana chawana wa re phana vi pu ta vi pu tap pe do na thi tat tha tat da lam ba nu ba do cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cũng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tất thà hi nhà na sát yut ta ca ma wa cha ra cha wa na nang at thần nang an nhã ta nas min tha ri cầm nút pa cha ra nu lo ma có ra pu na me na cha tu kha tung ti kha tu me wa wa ya kha tha wa ya tha khắp mang úc bát thi tòa nếu thề ta đã nần ta đã mề vác giá thà đã hằng chất tu thần bằng chất mang hòa chất bị sát tị ma hát gát ta lô khut ta ra chất qua nề su giá thà phi nà hà đã quá xề đã dần kìm chí chất qua nần appana vithi mô ta ra ti tát thù phát rằng appana vá sa nê phát quang gác bà tù vá hô ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chawana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma cận hành, upachara thuận thứ, Anuloma và chuyển tánh Gotrapu. Tức khác sau những chập tâm này chấm dứt trong chặng thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm Chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano Dora Re Vitti Chittapawa quát tiếng nam dù tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn manu trò rề phanat ya ti quy phù tát mà lầm ba nằng áp pa thần à gắt cha ti tát tù phát lầm phát quần gắt cha la na manu trò ra quát cha na na quát sa nề tát đà lầm ma na pa ka ni pa wat tan ti ta tu pa rang wan gat pa to a pi pu a pi
Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chặt ta quan cá dao động ý môn hướng tâm và cháu quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào pha gan quá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào pha gan quá cá, sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vichit chitta ni ti ne va chituppada dasse vita vitha le na phat ne the ka cha cha ta li sa vipa wa ne ke aya me tha pha vita cha wa na wa go. Ba phương cách 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là diễn tiến của cháu với nó phụ Appana Vittichittapavattinayo, tiến trình tâm an chỉ. Và con kính tri ân ông sư và thầy và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Alo, dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát thát sô ma na sát sa hai gát tá chá quá nà nàn ta rằng áp ta nà pí sô ma na sát sa sa hai gát tà quá tà tí ca rí khí tắp và upekha sahayata chawana nantarang upekha sahayata wa tattha pikusala chawana nantarang usala chawana che wa hati nan chapalatta yamatte ti kriya chawana nantarang kriya chawana arahatta phalan chapte. Ở đây tức khắc theo sau một chawana với thọ hỷ, một cháu á ná áp tá na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một cháu á ná đồng phát sanh với thọ xả, một cháu á ná áp tá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu á ná áp tá na thiện sẽ nói tiếp theo sau một cháu á ná thiện. Và trong trường hợp chứng ngộ sát mát bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát, sau một cháu quán á hành sẽ có một cháu quán á hành và quả a la hán nối tiếp. Đa tinh sa su kha pu nhằn hà đà đa sô pe kha ka ta rằng su ki ta ki ya to áp tha cha sam thon ti u pe kha ka. Sau tâm thiện có ba nhân tí hệ túc cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, bốn thiền di tắc sắc cộng bốn thiền a la hỏa. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Út thúc cha nà ná sắc khà nàng cà má phùn nhà tí hệ tú tồ tí hệ tú cà má khí giá tồ quý ta gà gà nàng áp ta nà á giá mét tha má nồ đòa rề vì tí chích tắp ta quát thái đi na dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả áp ta nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Và con đã đọc xong và con kính tri ân thầy Kinh. Và kính cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Cảm ơn cho Nguyễn đã post bài và con xin xuống mic ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không thấy ai giơ tay nên con xin phép được đọc bài và con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin phép được đọc ạ. Con xin phép được kéo bài lại con đọc, con không có post được ạ. Đoạn 1. Appana Chawana Appana Chawana Wa Re Bana Quy Phù Ta Quỳ Ta Quy Phù Ta Về Đồ Nát Thi Ta Thà Ta Đà Làm Banuppa Đồ Giá. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tầm quả đăng ký, na cảnh. Dạ con cảm ơn cô Nhung ạ. Thái nhà na sầm bá yút tá cà mà quá chá ra chá quá nà nàn át thà nàn ảnh nhá tá rá sminh bá rê cầm mú bá chà ra nú lô má gồ trá phù nà mê ná chá tốt khát tùm tích khát tù mê quá quà giá thắc ca mạng u bá trí tòa nê rú thề tá đá nàn tá ra mê quá giá thà ra hằng chá tu thằng bằng chá mạng quà chá Pi sati mahat gata lo gotara chavane suyatha fini ha rawase na yang kin chi chavanang appana vi thi mo tarati tato parang appana vasane pha hoành ga ba to wa hu ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chavanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, barikamma, cận hành, upachara, thuần thứ, anuloma và chuyển tánh, gotrafu. Tức khắc, sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rề quỳ thí chít táp báo quát tí na dù, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rề bá na giá điếm phù ta mà làm bá nặng à bá thần à gác trá tí, ta tổ bá rằng bá hoành gá chá na mano đoà ra quách chá na trá quá nà, quá xà nề ta đà rằm. Mana bà cà ni bá quát tành tí ta tổ bá rằng bá hoành gá bà tổ. Awi phù tề ba na lầm ba nề cha wa na wa sa nề ba hoành ga ba tô wa hô tí nạp thi ta đà lầm ba nấp ba đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và tra qua ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chít tà ní tì nệ quá chít túp bà đà đá xê rí tà quýt thà rê nấp bà nét thề ca chát tà lì sá quý phà quá dê a yá mét thá bà rít tà trá quá ná quà rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 40 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chawana phụ Appana Vi Thi Chit Tappavattina Yo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy chỉ giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhung đã post bài, con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Xa thứ dạ kính lễ chư tôn đức tăng thành chào tất cả quý vị, chắc hết ai đọc ha, nãy giờ đọc cũng khá nhiều đó. Rồi giờ chúng ta bắt đầu vào bài học ha. Trước khi vào bài học mời cô Nhung ha, lên đọc cái bài từng rồi, trình bày lại cái bài từng rồi thì cho post lên thì mình có cái sự nói tiếp liên tục ha. Rồi xin mời cô Nhung. Dạ
Dạ con thưa thầy, con xin đọc bài ngày 30 tháng 4 năm 2021 ạ. Lộ thiền cơ và lộ hiện thông. Bà đắc ca trà na quỳ thi cha a phiền nhà vi thi cha bà đá. Vi thi cha ba đá là nền tảng cơ bản. Bà đắc ca trà na quỳ thi cha a phiền nhà vi thi cha là lộ thiền cơ bản, chuẩn bị cho lộ tâm thông. Lộ thiền cơ là lộ ngũ thiền sắc giới. Áp phiền nhà quý thị là lộ hiện thông. Áp phí cộng căn nha, áp phí nhà thắng trí thông, lộ ngũ thiền sắc giới. Trước tiên nhập thiền cơ chuẩn bị cho lộ hiện thông. Tiếp đến là lộ nhập thông, lộ tâm thiền cơ. Lộ tâm thiền cơ là hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh và thiền. Người lợi căn không có sát na chuẩn bị. Thiền là ngũ thiền sắc giới. Lâm hiện thông, hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, thông, trở về hộ kiếp, chỉ một sát na thông. Sát na chỉ tính ở lộ hiện thông, có 6 là khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển thông. Thứ tâm có 7, 1 khai ý, 2 động lực, dục giới hợp trí thọ xả, hai tố dục giới hợp trí thọ xả, một thông thiện và một thông tố. Chặng có 2 là khai ý, động lực. Người có 5 là một phàm tam nhân và 4 thánh quả. Người nhị nhân không thể đắc thiền. Người tam nhân tục sinh bằng tâm quả thiện hợp trí có thể đắc thiền, đắc thông. Cõi có 22 cõi vui, ngũ uẩn là 31 cõi trừ 4 cõi khổ, 1 vô tưởng và 4 vô sắc. Ghi chú, nhập ngũ thiền sắc giới với án xứ chỉ là cá xí ná, không có án xứ khác. Xuất ngũ thiền sắc giới, rồi chú nguyện thông theo ý muốn. Chú nguyện với lộ ý môn thông thường có tên là lộ chuẩn bị, một thân phá 10 thân, một thân nơi này, một thân nơi khác, vân vân. Lộ tâm rúng động, dứt dòng, khai ý, 7 động lực, dục giới hợp trí, hộ kiếp, lặp đi lặp lại nhiều lần lộ này, rồi nhập lại thiền cơ. Khi tâm lộ chuẩn bị diệt đi gọi là lộ thuận thứ. Khi vừa xuất khỏi lộ thiền cơ này, lộ hệ thông khởi lên và những gì vị hành giả ước nguyện sẽ được. Dạ, nội dung bài học ngày 30 tháng 4 ạ. Dạ, con đã đọc bài xong. Con kính tri ân thầy. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic. Rồi, chào tớ. Cảm ơn cô Nhung. Với chúng ta học xong cái tới chỗ đó ha, tới chỗ nhập lại thiền cơ, rồi xuất thiền cơ, lộ từ họ thông hiện bài ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo cái phần các loại thần thông. Hai chấm, các loại thần thông. Các loại thần thông. Nghe quý vị, alo, có nghe không? Dạ, yeah, ok. Các loại thần thông. Rồi, xa thật. Rồi, xuống dòng, mình ghi là thần thông. Ít tiêu quýt thác, hai chấm. Thần thông, ít tiêu quýt thác. Hai chấm. Là sự thành tựu những năng lực đặc biệt. Là sự thành tựu những năng lực đặc biệt.
Tibhutha thần thông là sự thành tựu những năng lực đặc biệt. Rồi, là đây nói về cái định nghĩa cái chữ thần thông đó. Và một cái vấn đề mà xảy ra ngoài cái thông thường ha, tức là người đời mình giờ mình nghe nói thần thông thì gần như là chuyện hoang tưởng ha. À, nó giống như một thân biến nhiều thân, ghê quá hình người khác, ghê là biến mất tại chỗ này có mặt tại chỗ khác trở thành một cái gì đó giống như là trong phim cổ tích, phim thần thoại. À, nhưng mà thật sự nó có thể. À, trong thời Đức Phật thì chuyện này là chuyện thường xuyên, không có gì lạ. À, đó là về thần thông là cho chúng ta biết vậy. À, cũng như giờ mình cũng thần thông nha, đây mình nói chuyện tới bên Việt Nam nghe hết, bên Mỹ nói chuyện Việt Nam nói trong vòng tích tắc đó là nghe được luôn. Thiên nhãn thần cũng có luôn, muốn thấy là bật video lên là mình thấy liền ha. Đó là cũng thần thông vậy. Rồi xuống dòng. À, thần thông có 10 loại thần thông, giải rộng có 10 loại thần thông. Có 10 loại thần thông. Có 10 loại thần thông. Một, thành tựu do quyết định. Ghi luôn thành tựu thần thông do quyết định thì rất rõ ràng. Thành tựu thần thông do quyết định. Thành tựu thần thông do quyết định. Thành tựu thần thông do quyết định. Hai chấm. Với một thân, vị ấy muốn hóa thành trăm, thành ngàn thân. Với một thân, vị ấy muốn hóa thành trăm, thành ngàn thân. Phải, vị ấy quyết định. Quyết định thầy cháu ta hãy hóa thành nhiều thân, ta hãy hóa thành nhiều thân. Rồi hai cô Nguyên Trang mới vào room trả lời ha, nghe nói dạo này ẩn tu rồi cũng luyện dữ lắm. Chúc mừng sa thú, sa thú. Ta hãy hóa thành rồi đi tới đâu rồi, ta hãy hóa thành nhiều thân. Rồi, trí lực này nương vào tư tâm sở, trí lực này nương vào tư tâm sở. Rồi ráp lại nguyên câu đấy thôi, nó tầm lum hết trơn rồi. Thì thành tựu thần thông do quyết định đó. Ta cho cái sự quyết định, tức là vị này một vị nào người ta muốn biến hóa, tức là một thân mình thành trăm thân, thành ngàn thân, lum ta la thế ha, thì vị ấy khởi một cái sự quyết định, à, quyết định sự mà cố quyết để mà thành tựu được cái này, thì đó là tư tâm sở làm việc, thì hóa thành nhiều thân, à, một thân thành trăm ngàn thân, vân vân. À, đó là do thần thông do quyết định. À, cái này mình thấy là cũng giống như chuyện thần thoại ha. Một thân quả trăm thân, giống như tề thiên đại thánh bứt cái cọng tóc cọng lông như nó thổi cái trăm con khỉ. Thì tề thiên đại thánh cũng bắt chước mấy cái này vào. À, một là thành tựu thần thông do quyết định. Và hai, thành tựu thần thông do biến hóa. Thành tựu thần thông do biến hóa. Thành tựu thần thông do biến hóa. Tức là bỏ thân bình thường,
để hóa thành một thân khác. Bỏ thân bình thường để hóa thành một thân khác. Do năng lực định. Do năng lực định. Do năng lực định. À, tức là thành tựu thông do biến hóa, tức là ở đây là bỏ cái thân bình thường, giống như giờ cái thân của mình nha. Giờ mình định tâm là mình dùng cái năng lực của định để mà nó mất cái thân này đi, à, mà nó thành một cái thân người khác, thành một người khác. À, cũng giống như đề bài đặt ba mà biến thành thái tử A Xà Thế vậy đó. À, thái tử A Cha Xá Thú á. À, thì ông lấy năng lực của định ông biến mất cái thân ông và biến thành ông A Xà Thế. Thì đó là thành tựu thần thông do biến hóa. Đó là cái số 2. Số 3, thành tựu thần thông do trí đạo A-la-hán. Thành tựu thần thông do trí đạo A-la-hán. Như mọi phiền não được xác quyết trong tâm tứ đạo, phải, đây là thành tựu của trí đạo A La Hán. Như phiền não được xác quyết trong tâm tứ đạo, đây là thành tựu của trí đạo A La Hán. Rồi, ở đây ý người ta muốn nói là một vị mà sắp thành tựu được, sắp mà đắc được A-la-hán tứ đạo, à, không có một cái gì mà có thể mà làm cho họ chết được. Giống như ngài Bát Cú Lá đó, bị cá nuốt, không chỉ nuốt nhưng mà không chết. À, cá nuốt mà ngài không chết. À, bởi vì tới lúc đó là ngài sắp thành tựu được cái trí đạo A-la-hán, thành ra không thể chết được do cái năng lực của cái sự mà, à, thần thông do trí đạo A-la-hán. Hoặc là ngài Sang Kích Chá bị thiêu mà không chết, à, khi còn ở trong cái bụng mẹ thiêu mà không chết. À, đây là người ta được gọi là thần thông được thành tựu do trí đạo, là trí mà tứ đạo nó sẽ sanh ngay trong thời gian đó, thì không có cái gì mà có thể giết chết được một vị mà sắp đắc được A-la-hán đó. Thì vậy gọi là thành tựu thần thông do trí đạo A-la-hán. Rồi, số 4, thành tựu thần thông do ý. Thành tựu thần thông do ý. Tạo ra từ thân vị ấy một thân sắc khác y như vậy. Do ý sanh, tạo ra từ thân vị ấy một thân sắc khác y như vậy. Do ý sanh. Rồi, ở đây ý muốn nói là giống như Đức Phật ngày ngày lúc mà ngài lên cung trời Đạo Lợi, ngài thuyết tạng Á Phí Thâm á, ở trên cõi trời lại thì ngài hóa thành một thân khác y vậy luôn, à, xuống để ngài đi khất thực ở tại Bắc Cửu Châu á, thì lúc đó là thành tựu thần thông do ý, à, do ý sanh. Rồi số 5, thành tựu thần thông do định tướng. Thành tựu thần thông do định tướng ha. Như thành tựu sơ thiền chấm 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 do mục đích từ bỏ năm triền cái. Do thành tựu sơ thiền chấm 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 nhị tam tứ thiền của thiền ha. Mình sơ thiền tôi lấy thí dụ ha. Do mục đích từ bỏ năm triền cái, phải,
Đây là sự thành tựu do định tướng sanh. Thành tựu sở thiền do mục đích từ bỏ năm thiền cái. Đây là sự thành tựu do định tướng sẽ sanh. Rồi, tức là đây ý nói là những vị đắc được thiền đó. Chẳng hạn như là bà Uttara đó. Và nhập vô cái tâm từ thiền về tâm từ và rải tâm từ đến đến nàng Sirima. Nhưng mà khi đó nàng Sirima mới tạt cái dầu nóng vô quả, lấy dầu nước sôi tạt cho quả, thì lúc đó bà đã nhập vô thiền về tâm từ rồi thì không ăn thua vậy đó, không ăn thua quả. Nhưng mà thấy là cái năng lực của thiền nó cũng kinh khủng không. Hoặc là nàng Samapatti làm cái mũi tên quay ngược lại. Ông vua mà bắn mũi tên, bắn cái mũi tên bị quay ngược lại do cái từ tâm, đó là sự thành tựu do. Hoặc là chúng ta thấy ngài Sư-rú-tá trong tích truyện, ngài Sư-rú-tá ngài an trú trong định diệt thọ tướng định á, thì bị Dà-xoa-nanda lấy cái chùy sắt đập vô đầu đó. Mà không sao chứ, đập vô không sao, do cái năng lực của thiền định là không ảnh hưởng gì hết, đó là thần thành thông, thần thông là do định tướng sanh. Đó là cái thứ năm. Rồi cái thứ sáu, thành tựu thần thông do xả niệm. Thành tựu thần thông do xả niệm. Thành tựu thần thông do xả niệm. Không ghê tởm đối với những vật đáng ghê tởm do nhờ xả niệm được vững mạnh. Không ghê tởm đối với những vật đáng ghê tởm do nhờ xả niệm được vững mạnh. Tức là khi mà một người mà đạt đến một cái xả niệm mà vững chắc thì không có cái sự ghê tởm nào mà có thể ảnh hưởng được tâm người đó. Chẳng hạn như ngài mà Mahakassapa, khi mà ngài được dân vật thực, dùng vật thực ông cùi ông dân, ông cùi ông dân rớt cái lóng tay vào trong cái bát cơm, thì ngài dùng xả niệm coi như là tâm vững chắc, tâm xả niệm vững chắc như thần thông, ngài không có thấy nhòm gớm, lụm cái tay bỏ ra rồi ngài ăn đồ vật thực như thường, không hề tâm mà rung động. Còn mình mà thấy cái đó thì thấy là ói luôn ha. Đó là cái thành thông, cái này được gọi là thần thông do xả niệm, tức là do cái tâm được xả niệm. Thấy cái ngón tay cùi rớt trong là thôi kinh khiếp. Mọi người thấy người cùi tới bưng đoạn tới là mình lấm nấp chạy tốt, lấm nấp bác chạy tốt. Gặp gia nhật hạ là tuần nấm sao đông chạy tốt ha. Rồi số 7, thành tựu thần thông do quả nghiệp. Thành tựu thần thông do quả nghiệp. Như chim bay giữa hư không, như chim bay giữa hư không, hoặc một số loài ngạ quỷ du giữa không trung. Đây là nói về cái này, nói là thần thông thôi, nhưng mà thực sự đó là kết quả của nghiệp, do nghiệp nó cho phát sinh ra vậy. Chim nó bay thoải mái, nó bay trên cao, lượn bay đi khắp bầu trời, không có gì mà khó khăn hết. Hoặc là con số loài ngạ quỷ nó bay giữa không trung, du hành giữa không trung, đó thì cái này là do cái nghiệp nó làm thành cái đó, thì cũng được xét vào loại là đặc biệt mà thần thông.
Rồi số 8 là thành tựu thần thông do phước. Thành tựu thần thông do phước. Như vua chuyển luân, như vua như vua chuyển luân vương á, chuyển luân á. Du hành khắp bốn châu cùng với bốn binh chủng. Như vua chuyển luân du hành khắp bốn châu cùng với bốn binh chủng. Đó, mình nghe cái câu chuyện này vua chuyển luân đi với là bốn binh chủng mà đi khắp mọi khắp bốn châu thiên hạ. Nghe nó giống như chuyện thần thoại nhưng mà thật sự có thiệt, là do cái phước đó mà ông muốn là cái chuyện thành tựu. Hoặc là những người mà tôi có cái phước lớn thì không ai cướp được tài sản họ. À, nếu họ không muốn cho thì không ai cướp được, đó là thành tựu thông do cái phước. À, đó là vấn đề đặc biệt đó. À, đó là những cái mà khó không có được. Rồi số 9 là thành tựu thần thông do năng lực chú thuật. Thành tựu thông do năng lực chú thuật. Như các chú thuật gia phi hành giữa hư không. Như các chú thuật gia phi hành giữa hư không. Này chúng tôi nghe nói là mình biết, mình chưa có chứng kiến ha, mà mình nghe có một số người ta đi về ta nói là thấy thiệt. À, tôi làm tôi qua bên Tibet tôi thấy mấy ông ăn sư Tibet đang luyện thần thông chú thuật á. Thấy ông bay vòng hay không vậy đó. À, là thành tựu thần thông năng lực chú thuật. Nhưng mà không biết mấy ông luyện cái này có như thế nào, mình chưa tận chứng mắt thấy. À, mình chỉ nghe và kể lại ha. À, thì đó là do luyện chú thuật. Rồi số 10, thành tựu năng lực thần thông do tinh tấn. Thành tựu năng lực thần thông do tinh tấn. Tàn định là gì? Thành tựu thần thông do tinh tấn. Như các môn nghệ thuật thiện xảo do tinh cần rèn luyện. Như các môn nghệ thuật được thiện xảo do tinh cần rèn luyện. À, tà định à, mình cũng chưa chắc là tà định đâu, bởi vì họ cũng luyện chú mà đụng chú thật cho nhập định trong đó. Mình cũng không có nói tà định được. À, cái này là trong cái nghệ thuật này, chẳng hạn như hội họa, âm nhạc hay là làm điêu khắc hay bất cứ môn gì mà thuộc liên hệ đến nghệ thuật cao. À, họ đạt tới mức độ thiện xảo. À, thì mà thiện xảo này là do cái sự mà siêng năng, sự tích cực, sự rèn luyện của họ là chăm chỉ ngày đêm, họ thành tựu được cái môn nghệ thuật này. À, mà đạt tới đỉnh cao mà ít có ai làm được điều này. À, thì chúng ta thấy thế giới này rất là nhiều người làm được những cái điều mà coi như là gần như là không ai làm được ha. À, được thế giới mà tôn sùng rất là nhiều. À, đó là những người mà có một cái năng lực phải nói rằng là rất là đặc biệt mà không phải dễ làm được. À, mà cái này phải nói là phải do có cái tiền kiếp nữa chứ không phải là trong cái đời sống hiện tại mà làm được đâu. À, chẳng hạn như mấy ông mình tổ sư về nhạc, mấy ông hòa hội họa này kia đó, mấy ông đó có những cái mà giờ tới bây giờ không ai làm được luôn. À, bây giờ chưa ai làm được hết. Đó là thành tựu năng lực thần thông do sự tinh cần rèn luyện của mấy ông đó.
Rồi xuống dòng. Tổng giờ 10 cái nào. Xuống dòng đánh cái ba thị rồi dòng. Thần thông tâm lộ hiện thông. Thần thông trong tâm lộ hiện thông. Ám chỉ ba loại thành tựu là hai chấm. Thành tựu trong tâm lộ hiện thông ám chỉ ba loại thành tựu là chấm. Một, thành tựu do quyết định. Hai, do biến hóa. Ba là do ý sanh. Một, thành tựu do quyết định. Hai, do biến hóa. Ba, do ý sanh. À, tức là chỉ ba loại thần thông này nó xuất hiện trong tâm lộ ta, còn những cái loại thần thông khác thì nó không có, nó không phải. Như chẳng hạn như thần thông do trí đạo A La Hán thì nó không nằm trong tâm lộ. À, hoặc là do quả nghiệp cũng không phải, do phước cũng không có, chú thực cũng không có luôn ha. Do tinh tấn cũng không có, mà trong tâm lộ nó chỉ có ba này thôi. Phần tâm lộ hiện thông này, xuống dòng trong phần tâm lộ hiện thông này đề cập đến năm loại thông lực thế gian. Đề cập đến năm loại thông lực thế gian là hai chấm. Rồi, năm cái đó boss lên ha. Thì trong cái phần tâm lộ hiện thông thì nó có năm loại của thuộc về thế gian ha. Là thần thông, hoặc là thiên chỉ thông, tha lâm thông, túc mạng thông, hay là thiên nhãn thông, là năm cái thần thông của thế gian. Còn cái lậu thần thông là của siêu thế, không có tính giờ. Rồi sắp bỏ bỏ xuống bỏ xuống rồi gái. Ittipitta thần thông. Dipassotá thiên nhĩ thông. Ceto parinyana tha tâm thông. Bappe niwa sa nút sát tí túc mạng thông. Dipakkhu thiên nhãn thông. Rồi năm loại thần thông ha. Thuộc về thông lực của thế gian thì chỉ cần mình có được một cái là thấy cũng khỏe ha bây giờ. Về cần có một cái là có được cái thần thông là khỏe ha. Nhắm mắt là mở mắt ra tới Việt Nam ha. Từ Mỹ là cái ghéo được có mặt Việt Nam, muốn nước nào có nước đó thôi, một cái thần thông mà. Thôi tốn tiền chứ vai mệt quá, lâu lắc ngồi chờ mệt mỏi. Rồi quý vị ghi kịp hết chứ, alo. Mình đã xong cái phần lộ tiền cơ và lộ nhập thông ha, lộ thông, lộ không. Ok rồi, đã đi. Xong cái mình qua thêm phần nữa, coi như là từ từ ha. Bây giờ đây mình học xong cái về mình mới xếp bằng xuống ha, quý vị ngồi xếp bằng xuống xong cái liêm diêm ha, cái bắt đề mục đất nước lửa gió thì ta luyện luyện đất 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 lửa lửa gió thì ta luyện như thế nào mà đắc được sơ thiền là cái bỏ sơ thiền lên vị thiền là tam thiền tứ thiền ngũ thiền
nhập sức cho thân thuộc trong qua hiện thông, qua luyện thông, nhập vô thiền cơ ngũ thiền sắc giới trong nhập thông, biến hóa liền, biến mất tại chỗ, có mặt tại nước khác liền, hoặc là đắc cái thiền dĩ thông, luyện qua thiền dĩ thông, và ai nói cỡ nào mình cũng nghe được hết, nói lén mình là chết ha. Giống như cô Hà ngồi đây mà có ai đó ngồi vào chỗ khác mà nói lén là chết luôn. Có thiền dĩ thông nghe hết. Rồi tha tâm thông còn giữ nữa, tha tâm thông là khỏi cần nói, vậy là chỉ là trong trong ý nghĩ thôi là mình biết ha. Ai suy nghĩ gì là mình biết hết. Cái này nguy hiểm nha, cái thông này nguy hiểm. Biết được ý nghĩ của người ta cũng phiền não lắm. Biết được là phiền. Đó là vậy. Giống như tha tâm thông mà cái nhớ cái đích tiền của cái bà cư sĩ mà đắc được tam đạo tam quả đó, đắc được A-la-hán. Rồi mấy ông sư tới tu ở nhà bà đó, tu chỗ chỗ bà. Học cái mấy ông sư khởi ý muốn gì bà biết hết. Khởi ý gì muốn ăn gì bà biết hết. Chết đi chứ. Hoặc là mấy ông sợ quá bỏ vô cuốn gói giọt. Bà biết hết. Cái này mệt, cái này biết cái này mệt. Nghĩ vậy nghĩ bà là chết liền. Mà biết hết là mà có tha tâm thân tự giận luôn, cuốn đồ chạy cho lẹ chứ mà. Nhưng mà cuối cùng cũng có một ông dòng trở lại, nhờ Đức Phật khuyên ông dòng trở lại, dòng trở lại ông vô luyện chung đi lên vô đó. Ông bả với ông là tiền kiếp là vợ chồng nha, thì ông biết được ông đắc được, ông biết được bả kiếp trước là vợ ông đi ngoại tình tùm lum tà la đi đó, thì ông nổi sân là cái bả mới khuyên ra ông quán thêm vài kiếp nữa, quán tiếp ngược là thì tới biên ổng. Hai ông bà quậy tôm lên tà la. Nói sao là cái từ nói chung thôi, nói chung ý nghĩa. Cái thần thông là gồm có là thần thông này, nói chung ra đó rồi bắt đầu mình nói phân ra. Rồi thiên nhãn thông thấy có thiên nhãn nữa. Thiên nhãn hoặc là túc mạng thông này cũng được ha, thấy xa thấy cõi trời này kia là cũng sướng ha, gì ha, đặt được thiên nhãn là mình dùng mắt, mình dùng cái thiên nhãn mình thấy được trên cõi trời, thấy được cung trời đạo lợi, cung trời đấu sức ma này kia, mình coi tham quan coi trên đó sao là nó cái mình đi tham quan cõi trời lao lợi, quý vị có vườn hoa đó, có vườn bông vườn hoa đẹp lắm, vườn hoa hoa tulip ở Mỹ này còn thua vậy. Cõi trời lao lợi chắc bông là đẹp kinh hồn lắm. Sao vậy? Sao rồi khuyên định cho tu thiền nữa? Sợ bạn có thao tâm thông có đọc được. Đọc được tư tưởng của Giang. Chết cha là tiêu. Biết được đang Giang Nhật Hạ đang mơ tưởng với em nào khác không? Đang mơ tưởng em trẻ rồi chết luôn. Xong cuốn gói là đường. À đúng rồi ha, không có vợ vô học nay mạnh miệng lắm. Rồi chơi là xong ha, cái gì chép xong hết chứ. Xong rồi qua số 4, lộ nhập thiền. Lộ nhập thiền, mở ngoặc nhập định. Các bạn chích cái quỳ thí ở nhập thiền hay là nhập định. Rồi xuống dòng bắt cái chữ Appana xuống. Appana an chỉ nhất tâm trên đối tượng,
an chỉ nhất tâm trên đối tượng. Nhất tâm an chỉ trên đối tượng, tức là Appana ý nghĩa là an chỉ, là định nhất tâm trên một cái đối tượng duy nhất ha, tức là không có một cái đối tượng nào khác, chỉ có một cái đối tượng duy nhất. Appana chích quy thí cho loạn, nó nhảy loạn rồi, quy thí nhưng mà quý thi đó. Xin lỗi. Rồi ha, ok ha. Rồi đó là nói về cái lộ nhập nhập thêm ha, là cái chữ Appana là an chỉ nhất tâm trên một đối tượng duy nhất, là không có một cái đối tượng nào khác ngoài cái đối tượng đó. Rồi xuống dòng nhập thiền được thực hiện sau khi đắc thiền. Nhập thiền được thực hiện sau khi đắc thiền. Rồi, tức là một cái muốn nhập thiền á, thì phải đắc thiền trước, tức là lộ đắc thiền trước, tức là mình tu mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền gì đó, thì mình phải đắc thiền trước, rồi sau đó mình mới nhập thiền được. Chứ đắc thiền không có nhập thiền liền, đắc thiền phải luyện và cho thuần thục, nhập vô nhập ra cho thuần thục mới nhập thiền lâu dài được. Rồi như vậy là thì xuống dòng nhập vào các tầng thiền trong thời gian dài, tùy theo. Nhập vào các tầng thiền trong thời gian dài tùy theo. Tùy theo tức là nhập vào cái tầng thiền, ví dụ nhập vô sơ thiền trong vòng 7 ngày hay là 3 ngày, 4 ngày, nó tùy theo khả năng của mỗi người ha, tùy theo cái căn cơ của mỗi chúng sanh. Thì nhập vào các tầng trong thời gian dài tùy theo. Rồi, tức là khi mà mình tu tập mình đắc được thiền xong cái mình nhập thiền. Xếp bằng sửa ngồi nhắm mắt liên viên nhập bộc vô là yên luôn, trong một đối tượng duy nhất liên tục ví dụ 7 ngày không có một đối tượng khác, tâm yên ngắn trong đối tượng. Đây cũng là một cái hạnh phúc cái gì ha, mình được an định trong cái đề mục thì cũng không có phiền não nào phát sinh nữa, tâm lắng lặng trong sáng. Đây cũng là một cái mà thành ra chính vì cái điều này những người ngoại đạo xưa ta đắc được thiền, người ta cho đây là niết bàn, đó là sơ thiền là niết bàn, nhị thiền là niết bàn, tam thiền niết bàn, tứ thiền niết bàn, ngũ thiền niết bàn. Thì họ bị sai lầm ở cái chỗ bởi vì vô trong đó rồi nó yên tĩnh, nó tịch tịnh vắng lặng thoải mái, không có bị phiền não phát sanh không. Họ mới thấy đó là hạnh phúc thật sự, như vậy là hạnh phúc. Rồi tới cái ông mà đắc ngũ thiền rồi, có nhiều ông đắc với đó rồi, quá đã, yên tịnh với cái chi tiền chỉ có xả gia định thôi, quá đẹp, yên phân phát, giống như mặt yên lặng không gợn sóng. Nhưng mà khi mà xả tiền ra, cái động lại, xả tiền ra, cái tâm bắt đầu phiền não phát sinh, làm ra họ chán cái tâm. Chán cái tâm thấy phiền não mệt mỏi mới phát nguyện không có tâm, thì chính như cái chỗ này mới sanh về cõi vô tưởng, làm phạm thiền vô tưởng không có tâm. Mà những gì này cũng là ngũ thiền nha, chứ không phải là thường như đặc biệt ngũ thiền sắc giới là cũng ghê gớm lắm. Giờ mình chỉ cần sơ thiền thôi mà còn không nổi, vô ngồi chút rồi cái tâm nó đi đi ta bà thế giới. Mệt mỏi với cái lòng luôn. Đó là mình gọi là niết bàn của những cái tầng thiền là cái chỗ đó.
Rồi, như vậy là tiếp theo là những yếu tố cần quan sát, những yếu tố cần quan sát. Yếu tố cần quan sát có năm, có năm. Rồi, boss lên giảm lẹ ha, rồi tốt rồi. Một là trú xứ đang ngụ như thế nào, hai là thời tiết khi ấy ra sao, ba là loại vật thực đã dùng ra sao, bốn sự đắc định khởi lên trong quan nghi nào, năm là trạng thái tâm khi ấy ra sao, là quan sát những cái yếu tố này để mà nhập định, nhập vô thiền nhập định không. Thì mà quan sát năm yếu tố này đó được kỹ lưỡng, có nhiều người quan sát kỹ về năm yếu tố này thì nó cho họ dễ dàng, dễ dàng đắc định trở lại, họ dễ dàng nhập vô định lại rồi. Đó là quan sát về những yếu tố mà cần thiết để mà giúp, ví dụ như ở trú xứ mà đang đang ở mà ồn ào quá thì cũng khó, hoặc là thời tiết giống như bão tuyết lạnh quá cũng khó làm được điều này. Hoặc là những cái vật thực mà năng nặng nề khó tiêu cũng không được. Những yếu tố này coi vậy chứ nó rất là quan trọng, nó làm cho tâm mình cũng phiền não ghê lắm, cho nên mình phải quan sát là mình phải thay đổi để cho nó hợp. Cái này là mấy ông đắc thiền rồi mới làm, với mình thì chắc là cũng mình cũng sử dụng mà trong cái đời sống hàng ngày cũng tốt. Ví dụ như quý vị mà ngồi thiền thì cũng phải cần cái chỗ yên tĩnh. Thời tiết cũng phải là êm ấm chứ không phải là lạnh quá cũng không được, mà nóng quá cũng khó mà ngồi được ha. Hoặc là những vật thực mình ăn, đồ ăn mình ăn nhiều quá, nặng nề quá cũng khó ngồi thiền nữa, nặng nề buồn ngủ khó làm được ha. Cho nên phải quan sát được những cái vấn đề này một cách kỹ lưỡng để mình tu tập. Ngay cả giờ mình học pháp vậy, mình ăn no quá ngồi không có nổi đâu, cái gì mà ăn no bây giờ không có được đâu. Rồi cho đọc đọc cái đầu nó quờ, nó muốn ngủ cho nên mình phải quan sát cái trong cái đời sống hàng ngày của mình để mình thực hiện những cái việc tu tập và những việc học hỏi nó được thành tựu tốt hơn. Rồi xuống dòng, muốn nhập định lâu dài cần tu luyện năm pháp hoa si cho thuần thục. Năm pháp hoa si cho thuần thục, muốn nhập định lâu dài cần tu luyện năm pháp hoa si, va si đó, năm pháp hoa si cho thuần thục. Si có hai chữ quyền, năm pháp hoa si qua có dấu quyền luôn nha, thì qua có dấu quyền luôn. Rồi xuống dòng, năm pháp tự tại, năm pháp tự tại hoa si, hoa si năm pháp tự tại đó, năm pháp tự tại hoa si. Rồi xuống dòng, năm pháp tự tại và si. Rồi bớt lên đây. Đâu nhiều quá nó không cho lại bị lại. Tác ý hướng tâm tự tại. B.
thường từ phải. Đây. Trú thiền tự tại. Xuất thiền tự tại. Rồi, đó là năm pháp hoa si, quý vị thấy không vậy? Thấy nè, ok. Rồi, thứ nhất là tác ý hướng tâm tự tại. A quách cho nó hoa si, a quách cho nó hoa si. Tức là tác ý đến chi thiền nào, chi thiền ấy sanh khởi lên theo ý muốn, lâu mau tùy thích. À, tức là thì tác ý đến cái thiền gì nào là nó hiện lên theo ý muốn ha. Rồi cái thứ hai là nhập thiền tự tại, là muốn nhập định trong quan nghi nào, bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu đều được như ý. Tức là năm pháp mà này, cái pháp cái gì cũng vậy, muốn nhập định trong bất cứ quan nghi nào, ngồi đứng đi bất cứ thời điểm nào cũng được, như ý đó. Đó là nhập thiền tự tại. Trú thiền tự tại tức là an trú được bao lâu cũng đều được như ý á. Ví dụ như mình muốn an trú trong 5 phút hay là chỉ được 5 phút, 10 phút là được 10 phút, hoặc là 1 tiếng là được 1 tiếng, hoặc là 1 ngày là được 1 ngày ha, 5 ngày được 5 ngày ha. Tức là trú thiền tự tại là muốn bao lâu cũng được hết, hay là như năm pháp đạt được những cái pháp được gọi là pháp hoa si. Và xuất thiền tự tại tức là khi mình nhập thiền thì mình muốn xuất thiền bất kỳ lúc nào đều là như ý. Ví dụ muốn nhập 7 ngày mình nhập vô 7 ngày, đúng 7 ngày xuất ra như ý muốn, và là xuất thiền tự tại. Rồi phản kháng chi thiền tự tại, và muốn và xong mình quay lại phản kháng, dò xét xem xét lại cái chi thiền nào, muốn dò xét lại sơ thiền tầm tứ hủy lập định là nó hiện rõ, thấy rõ, thấy một cách rõ ràng. Muốn hiện rõ bao lâu cũng được, thấy được hết. Thì đó là những sự mà thuần thục của như về cái pháp mà tu về thiền định ha. Đó là những cái vấn đề này mà thật sự này là chỉ có thiền mới làm được cái này thôi, chứ khó mà thấy được. Ngay cả những chi thiền thì làm sao mình thấy được, nó thuộc về từ chi tiết quá vi tế vì. Rồi đó là năm pháp ba si mình học mình biết ha. Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm. Tâm lộ cái nào, cái số mấy? Qua si luôn á, qua si em chỉ quyền hoặc là bỏ, hình như trong tùy theo có sách viết không, có cái giáo quyền có sách viết, có sách viết không, hay là nó ráp chữ lại. Cái này cũng không rành mấy cái vụ này, ráp chữ lại thì nó có giáo quyền chứ không có giáo quyền cũng không quan trọng lắm ha. Chấp biết khả năng của bác sĩ tâm lộ hộ kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn, hộ kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh thiền vô số cái, hộ kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh thiền vô số cái, là nhập định, nhập vô thiền ha. Còn kiếp rung động dứt dòng kháng môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh thiền chấm dứt gấp vô số cái.
Rồi, đó là cái lộ tâm mà để nhập vô thiền, nhập vô nhập định, nhập định vô thì nó khác cái chỗ là nó thiền vô số cái, còn đắc thiền chỉ có một thiền thôi, còn nhập thiền là thiền liên tục cho đến khi nào mà xả thiền thôi. Thì cái lộ diễn biến nó cũng vậy, hộ kiếp rồi hộ kiếp rung động với dòng khác, chuẩn bị cận hành những thứ chuyển tánh thiền liên tục ha. Một ngày, hai ngày, ba ngày nó cũng liên tục sắc na thiền, liên tục sanh. Thì gọi là nhập thiền. Tức là lúc này cái trạng thái tâm nó chỉ có một đối tượng duy nhất ha, là một đối tượng về quan tướng ha, bắt cái cảnh nó nhập thiền ha. Thì lúc đó là được gọi là lộ tâm nhập thiền, nhập định. Rồi xong hết chưa quý vị, chép xong hết chưa? Rồi như vậy là mình đã học xong cái phần lộ nhập thiền, lộ nhập định. Ở đây là quý vị có muốn học tiếp nữa không, hay là cũng sắp hết giờ nó chắc không kịp nữa đâu. Học ở đây thôi ha, dài quá rồi, bài dài quá, đừng bị nhiều quá thổ quả nhập mà học thiền thổ đang nhập thiền. Rồi vậy thôi ha, mình tới đây mình ngưng, từ tuần sau là mình đi vô tới số 5 lộ nhập thiền quả. Số 5 lộ nhập thiền quả và giờ tuần sau cũng sắp hết rồi đó, sắp hết lộ thiền tâm rồi đó. Xong lộ thiền tâm là quý vị đắc tu đầu quần trở lên hết ha. Cầu mong là được vậy ha. Bắt được lộ thiền tâm là thấy được sự sanh diệt của các pháp, sống một ngày thấy được sự sanh diệt còn hơn là sống 100 năm không thấy được gì. Tuần sau lộ nhập thiền quả, rồi đúng rồi, tuần sau mình nhắc là lộ nhập thiền quả ha. Rồi do phước báo mà chúng ta mà học ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta lưu được 5 pháp sống lâu sắc đẹp an vui, sẽ tốt đi đồng tiền nhà cả thái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo. Rồi xin mời con kính nhung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bài học đã kết thúc, con xin được sám hối ba ngôi Tam Bảo ạ. Uttamang ghe nam đề hằng bà đa bằng sùng và ruột ta mang bút thề vô khali tô đô sô bút thô khả mà tu tăng mà mang. Uttamang ghe na quan đề hằng tham mạnh cha đu vít hằng qua rằng tham mê vô khali tô đô sô tham mô khả mà tu tăng mà mang. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha đu vít hô ta mang sang khê vô khali tô đô sô sang khô khả mà tu tăng mà mang. Dạ, con kính thỉnh sư Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng chúng con trong buổi học pháp ngày hôm nay để chúng con được tròn phước báo ạ. Dạ con kính thỉnh sư Pháp Trang ạ. Anh Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin hành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con hành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Ở giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để phúc thúc đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Phật Vật Tu Sa Pa Mang Ca Lang Ga Can Tu Sa Pa Đề Vật Ta Sa Pa Pu Tha Nu Pha Ve Na Sa Đa So Ti Pa Văn Tu Tế Phật Vật Tu Sa Pa Mang Ca Lang Ra Can Tu Sa Pa Đề Vật Ta Sa Pa Tam Ma Nu Pha Ve Na Sa Đa So Ti Pa Văn Tu Tế Phật Vật Tu Sa Pa Mang Ca Lang Ra can tu sa ba đề va ta sa pa sang ka nu pa ve na sa da so thiên pa văn tu tê tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật
do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người Sietiya Chanagatam. Sietamatu idang phalang etasmin ratanatayasmin sambasadanake taso, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Pháp Trang đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau khi nghe pháp ạ. Con xin được hồi hướng đến chư thiên ạ. Ya de wa ta sang ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta tham ma da ne na pha wan tu bu chi ta so thình ka ron te tha vi ha ra man da le. Thế ra cha mai cha na wa ka cha phi kha vô sa ra mi ka da na ba ti u ba sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha vô ba ba ti ka niu ya ni kang tham ma wa rang ba ti cha te sap be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mô tham mat tha ra cha bu ka la sang kho ho tu sa mak go wa at tha cha cha hi ta cha cha am he rak khan tu sat tham mô sap be bi tham ma cha ri no. Vút thình sam ba bu nay ya ma tham ma ri yap ba we di te. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấp hóa khí nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tấn hóa trong pháp Phật roi giáo truyền. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp nơi đây, chúng con thành tâm dâng phần phước thiện này đến Tứ Đại Thiên Vương, Vua Trời Đế Thích, đến tất cả chư thiên, Cản Thác Bà, Cừu Bàn Trà, cùng Long Vương, Diêm Vương dưới nước trên bờ. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài tùy hỷ phước này để hộ trì cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp nơi đây, xin hồi hướng đến các bậc thầy tổ, cùng thân bằng quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp nơi đây, xin nguyện làm nhân làm duyên giúp chúng con đời nào cũng gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn, để tu tập đưa đến đoạn trừ phiền não sanh tử luân hồi. Dạ, chúng con kính tri ân thầy, tri ân